anh em đến tới Thông Bay Lóc kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Hiện tại mình đang có mặt tại Nghĩa Trang Bình Hương Hòa, một nghĩa trang từng được xem là lớn bậc nhất ở Sài Gòn. Và trong hơn 10 năm qua thì nghĩa trang này đã thuộc diện giải tỏa di dời và để lại những tàn tích, rất nhiều những phần mộ. Ở bên cạnh những phần mộ chưa được cải táng di dời thì rất nhiều những phần mộ đã được bốc đi và để lại những cái khung cảnh rất là rùng rợn. Như ngay phía trước đây là một cây cổ thụ có thể là đã có tuổi đời lên đến cả trăm năm rồi. Và cây cổ thụ này thì mọc ở ngay giữa một khu mộ nằm trong nghĩa trang Bình Hương Hòa. Khu mộ này đã được cải táng đi hoàn toàn rồi và để lại một cái khung cảnh rất là ma mị. Nơi này thì không rõ là ai đã đốt một cái gì đó mà khiến cho cái cây này cháy đen hết à. Và trên đây còn có một miếng vải. Đây là một ngôi miếu thờ, lúc trước thì có lẽ là thờ những vong linh cô hồn ở khu vực này. Tuy nhiên thì sau khi khu mộ bị đập đi thì cái miếu này cũng bị phá luôn và không còn thờ nữa. Và phải nói thì cái khung cảnh này cực kỳ ma mị luôn. Một cây cổ thụ khổng lồ như trong một cánh rừng vậy. Và xung quanh là những phần mộ nằm chổng chơ. Những phần mộ đã được cải táng đi hết rồi. Không rõ thì có ai đã vào đây mà lại có một cái ghế nằm ngay trên phần mộ như thế này. Và những thước phim này cũng sẽ là những thước phim mang một cái tính tư liệu, bởi vì chỉ trong một khoảng thời gian nữa thôi thì toàn bộ nơi này sẽ được cải tạo, chỉnh trang đô thị. Và những tàn tích này là sẽ không còn nữa, đặc biệt là tất cả những phần mộ hiện tại còn đang nằm ở khu vực Bình Hưng Hòa đều sẽ được cải táng 100%, di dời đi nơi khác. Theo như mình nghĩ thì có lẽ là những cái phần mộ này sau khi được bốc đi thì người ta sẽ làm dấu bằng cách là người ta lật cái phần mộ lên để được biết đây là phần mộ đã bốc rồi, tránh cái sự sai sót nhầm lẫn. Và trên mỗi phần mộ thì được đánh số rất là cụ thể, ví dụ như là 373 nè, 377 nè. Cạnh bên khu mộ khi nãy thì cũng là một khu mộ hoàn toàn đã được cải táng di dời đi, để lại những tàn tích là những tấm bia và những phần mộ đã bị đập phá. Nếu như mà mình đoán không lầm thì đây là một khu mộ của đạo Công giáo, bởi vì mình thấy có cây thập tự giá đang lấp ló ở phía sau cây trứng cá này. Và một cái tượng chúa màu đỏ. Và
phải nói thì những cái khung cảnh này rất là ma mị, có lẽ ít ai nghĩ rằng giữa Sài Gòn lại có những cái cánh rừng vẫn còn nhiều cái cây cối nguyên sơ như thế này. Và đặc biệt là những cái tàn tích rất là ma mị giữa một thành phố hiện đại. Theo như mình suy đoán thì đây là một nơi có thể là cúng kiến trước khi chôn của những người theo đạo Công giáo. Trong quá trình cải táng di dời những phần mộ ở nơi này thì người ta sẽ mang những cái gỗ quan tài, người ta vứt ở trong khu vực này rất là nhiều. Và ngay phía trước đây chính là những miếng gỗ như vậy, bao gồm những cái miếng gỗ thành của quan tài cũng như là cái nắp quan tài. Thì ở đây là một nắp quan tài đã bị đốt. Và mình cũng từng được chú Hẹn là một người dân hiếm hoi dám sinh sống tại khu vực này. Chú đã chia sẻ rằng những người mê tín về việc cầu cơ sinh số thì người ta tìm đến khu vực này rất nhiều, và người ta sẽ sử dụng những cái miếng gỗ quan tài này nè để về phục vụ cho cái việc cầu cơ sinh số. Thì mình cũng có nghe nói là những cái con cơ mà để cầu cơ sinh số thì sẽ được làm từ gỗ của những nắp quan tài như thế này.